Dạ, hello Thích Nô TV, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Vào vô tập cho con chim trà than của mình nè. Đó, các bạn thấy dạng không? Đó. Nói chung mình nuôi mình phải tập các bạn. Để mà được một con mà nó thành công như vậy cũng phải thời gian rất là lâu. Con nào dạng thì vài tháng. Còn cái con nào mà nó nhát thì khoảng ít nhất cả năm. Đó. Héo, nó bay rồi ha. Cũng tập, nói chung là mình muốn tập là mình nuôi chim con á, chim con thì nó lẹ đó, nó như dạng mình nuôi từ nhỏ nó quen hơi là ha, thì nó quen hơi á thì nó ấy, chứ còn mà chim bổi á về thì nó cũng tập được cũng hơi lâu, mà nuôi mấy cái dòng chim mà chẳng hạn như chim sẻ than, chim chầu màu rồi các bạn phải chịu khó tập luyện ha, chứ họ không có khi khổng thì không mà nó đạt kết quả liền đúng không ạ, phải tập. Cái gì nó cũng phải có cái giá đó, mình muốn nó thành công là phải phải tập nè, đó, phải vất vả phải ấy, chứ còn không ấy thì nè, chẳng hạn như mấy con này nè, mình cũng tập lắm á, đút mấy tháng trời luôn á bạn, đút mấy tháng luôn á, chứ mình cũng đút nhiều con lắm, mà thả con này mà chỉ có con này thì nó quen mình thôi nè, mỗi lần vô là nó bay lên lên đầu lên cổ lên vai mình á, đầu hoặc mình quay quay déo á, thế nó ấy. Thật ra nó dạng dạng chứ cũng khó đâu bắt nó được các bạn, nó cũng đề phòng, nó chung mấy chim mà cái con nào nó ấy dữ lắm mà mới bắt nó được thôi, chứ còn không ấy là nó ăn là nó chạy à. Nói chung nuôi chim thì mình phải chịu khó tập luyện được mới có kết quả, chứ còn mà bỏ lều á mình thấy nó nhát mình sợ tung nó gì nó rụng lông này kia các bạn, thì mấy bạn ấy mấy bạn không dám lại thì chim nó từ từ nó sẽ nhát rồi, nó già rồi nó nhát rồi, cho nên mấy bạn mình cứ tự nhiên ha, thoải mái rồi. Cứ đừng có cầm ấy mình mạnh tay thôi, chứ còn mình cứ lại lại thì thời gian nó sẽ ấy, tại vì mấy chim thì nó rụng lông nó lẹ lẹ ra lắm, chứ không phải mà nó lâu ra đâu, chim cô gái nó cũng ăn sâu nữa các bạn. Con này bữa nay bị đặt không ăn hả, không ăn là ta ăn nè, chung mình làm cái gì mình cũng phải tập mình huấn luyện đó. Mấy chim này mình ghép được hết trơn mà nó ăn năm mấy à, được tuổi mấy rồi đó, tuổi đâu 4 5 tháng 3 4 tháng rồi, chứ không phải là 4 5 tháng đâu, năm trước tháng này là nó cũng được mấy tháng rồi. Nó bay 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 lên. Nói chung nuôi chim mình được nó vậy em thích lắm à, chẳng hạn như mình làm cái gì đó mình được mình sờ mình lấy mình thích nuôi chim á, mình đẻ đồ nuôi chim con mình đút đồ cho nó ăn đã lắm, mình thấy mình kêu rí 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 rí. Nói chung không cần nó hay hay là gì, chỉ cần thấy mình nó ra cái nó đòi nó lại phái à. Ăn khoái. Thôi, ăn đi. Đi ra. Hổm ăn đi ra, cái nhiều khi mình quên. Rồi cái bữa hổm sống ra. Nó sống. Con này cũng tha lông sắp xong rồi, dạng nói chung mình tập mình lỡ mà nó dạng rồi mình lỡ mình cũng đóng cái lồng thì nhiều khi
chim sổng là thường thường là đa số là quên đóng cửa lồng mà, cái nó nào nó xúc nó ra à. Thì mình tập vậy nè, thì nó ra nó chưa có đi đâu, thì nó quen với mình đó, nó ăn thức ăn ngày 2 ngày mình có mồi mình dụ mình bắt lại được, còn nhiều khi lâu quá mình không ấy thì nó sẽ đi luôn, nó ra ngoài nó kiếm ăn được thì nó đi luôn à. Nói chung chim dạng thì nó cũng có cái lợi lắm. Phải mình thôi, mình cố gắng mình tập đi, mình cho nó ăn quen à, là nó có sổng ra cái mình có dùng mồi á, mình dụ cái nó vô. Từ khi mình không ấy thì mình đi đâu 2 3 4 ngày mình không ấy thì nó con nào nó ở lâu 4 5 năm thì nó còn ở, còn không ấy thì vài tháng thì nó còn vài ngày là mình không cho ăn rồi nó đi. Mấy bạn mà nuôi đừng còn nó dạng vậy nè, ra cầm vậy nó ăn thích lắm, đam mê thích. Còn mà mấy bạn mà chẳng hạn như không đam mê cái thấy mình nó ui con nội này tối ngày chim với cò làm ăn không lo làm ăn, hay là chim với cò, mỗi người có đam mê là như thích uống rượu hút thuốc đó. Còn mình thì không dính vô mấy cái môn đó mà dính vô cái này nuôi chim. Con này nó cũng dạng từ từ, lúc trước nó nhát mà nếu mà rài không cho nó ăn cái nó không có hơi nhát. Mình cũng đang ghép nè, tại vì nguyên nhân mình ghép có lòng ngăn mỏng nè, biết 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 sao mà, tại cái con chim mình nó cũng hơi ấy rồi, nó dạng là nó không có đá. Chứ theo mà mấy bạn mà về ghép á, mấy bạn nên ấy cho nó xa ha, làm 2 cái ngăn nó ngăn nó xa ra vậy nè, chứ đừng có làm một tấm ha. Tại nhiều khi mình chỉ mấy bạn rồi mà mấy bạn nói sao chỉ đường làm nẻo, không phải, tại vì chim mình nó dạng rồi ha nó. Chứ thường thường mà mấy con mà chim bổi mà về thường ấy là nó hăng á, nó sẽ 2 con nó câu rồi ấy sẽ trộn mắt, tại vì con chim mình trước đó là mình đã cho nó làm quen lâu rồi đó, cho nên mình mới làm vậy ha. Chứ thật ra mấy bạn mình cố gắng kiếm 2 cái lồng này nè, làm để xa ra vậy nè đó, nó không ấy cho nó nhìn thấy nhau thôi ha. Chứ để nhiều khi nói mình chia sẻ ăn đường làm nẻo không có. Mình tại vì con mình nó thấy cái cặp này nó thấy nó quen lâu rồi nó không có ấy, chứ gặp ấy là nó câu là nó quất liền các bạn, phải làm lòng xa khoảng 2 lóng tay cho đựng chồm tới rồi. Không ấy thì có cái lồng như vậy thì mình thả con mái vô trong lồng ghép đi, rồi mình treo nó cũng xa xa ra đừng treo sát á. Mình nói chung mình nào giờ mình ghép cũng vậy các bạn, mình cũng để xa ra mà chứ không có để gần, tại vì cặp mình này cái con này nó quen lâu rồi nó cũng muốn chịu rồi. Và lúc trước mình thả con cái cặp tơ kia mà nó không chịu, mà con này chắc nó chịu rồi, chịu thì mình ghép luôn. Bây giờ mình quay mình chia sẻ cho mấy bạn ha. Đó thường ngày mình làm sao mà để con chim nó được nó dạng hoặc là nó ấy thì mình cũng làm y chang vậy bạn, mình quay video mình nói cho mấy bạn nha, cho mấy bạn tham khảo y chang vậy. Muốn làm gì cũng vậy, mình phải chịu khó kiên nhẫn, mình tập từ 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 sẽ được thôi, chứ không có gì mà nóng vội bạn. Chim này thì nó rụng lông thì vài ngày thì nó 10 bữa nửa tháng là bắt đầu nó ra lông lại. Mấy bạn đừng có sợ, sợ nhiều khi nó tung rồi nó rụng lông, mấy bạn về mà ái sợ quá thì mấy bạn cắt lông, thì mấy bạn xịt nước cho dạng như tắm cho nó ướt, từ từ nó sẽ dạng. Làm nha, nó không có rụng lông là nó sẽ la bạn ấy ha. Rồi xin chào các bạn vào những video tiếp theo ha, bye bye.